Chân mệt để tìm tập 255. Còn Linh Lộ Hoa và Huyết Tinh Khanh, Diệp Thế Hào nói liên tiếp, anh nói cặn kẽ từng khâu dễ mắc phải sai lầm. Từ phút chăm chú lắng nghe không dám sơ suất, mỗi câu nói của Diệp Thế Hào ông ta đều ghi nhớ. Sau một canh giờ, viên không minh nguyên đan mới thực sự được luyện thành. Vốn dĩ theo thông thường thì Diệp Thế Hào chỉ cần một canh giờ là có thể luyện ra được một viên, nhưng vì luyện cho Từ Phúc xem và giảng giải cho ông ta nên mới giảm tốc độ. Diệp Thế Hào thở phào một hơi, anh đưa viên không minh nguyên đan cho Từ Phúc. Trưởng lão, người nhìn rõ chưa? Từ Phúc hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu. Ông ta nhìn rất rõ ràng, nhưng viên không minh nguyên đan này không phải là đan dược bình thường, quá trình luyện chế phức tạp, điều tiết ngọn lửa cần tỉ mỉ tiết chế. Điều này đã vượt qua khỏi dự liệu của ông ta. Muốn luyện ra được viên đan dược này, không biết phải trải qua bao nhiêu thất bại. Phía bên này, Diệp Thế Hào đã phất tay lấy ra cả 100 nguyên liệu dùng để luyện chế không minh nguyên đan. Trưởng lão, những nguyên liệu này không dễ tìm nên người dùng tiết kiệm nhé. Đương nhiên rồi, Từ Phúc phất cây phất trần thu vào nguyên liệu trong vạt áo. 100 phần nguyên liệu luyện đan mà không luyện ra được một viên thì lão tử đây ăn phân. Vừa nghe vậy, Diệp Thế Hào giật giật khóe miệng. Không biết vì sao mà giây phút này trong đầu anh lại manh nha một ý định để Từ Phúc đi ăn phân thử. Phù. Ở bên khác, Từ Phúc đã di chuyển. Ông ta hít vào một hơi thật sâu, đẩy địa hỏa của mình vào trong lư luyện đan. Không lâu sau đó, ông ta cho từng cây linh thảo vào trong lư. Có điều rất nhanh, những thảo dược được cho vào đều bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Tiếp đó, có lẽ vì điều tiết lửa không đúng mức độ, hoặc là vì làm loạn quá trình, nên Từ Phúc hết lần này đến lần khác thất bại, khiến ông ta không khỏi bực bội. Ở cách đó không xa, Diệp Thế Hào ngã người trên ghế, trong tay còn cầm vò rượu, anh nhàn nhã nhìn qua bên này. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyệt có mặt ở đây cũng phải cảm khái, vì cảnh này quá quen thuộc. Trước kia, người luyện đan là Diệp Thế Hào, người ở bên quan sát là Từ Phúc. Còn bây giờ thì ngược lại, hai bên đổi thân phận cho nhau. Không biết từ bao giờ Sở Linh đi tới, cô ta nhìn Từ Phúc rồi lại tròn mắt nhìn Diệp Thế Hào. Đã không? Diệp Thế Hào tét miệng cười nhìn Sở Linh. Cút! Sở Linh tức tối ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ lượng lên. Ai bảo đêm qua nàng đánh ta chứ? Diệp Thế Hào vẫn bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Nếu không phải Từ Phúc đang ở đây thì có lẽ anh đã bế Sở Linh đi rồi đem vào làm tiếp rồi. À! Sở Linh tức tối giậm chân liên tục quay người rời đi. Bịch! Không lâu sau đó, ở phía xa xa lại vang lên tiếng đồng mạch. Từ Phúc lại lần nữa thất bại. Ôi, linh thảo của ta! Nhìn Từ Phúc lãng phí hơn 70 phần linh thảo, Diệp Thế Hào cảm thấy xót xa, nên biết rằng đó là những nguyên liệu rất khó tìm. Bây giờ lãng phí thì có trời mới biết có tìm lại được hay không. Có điều mặc dù xót xa, nhưng anh cũng không tiến lên trước làm phiền Từ Phúc. Người luyện đan kiêng kỵ nhất là bị làm phiền, anh rõ hơn ai hết. Huống hồ Từ Phúc luyện hơn 70 lần, nên lúc này ông ta đang rất khó chịu. Thân là một tiền bối trong giới luyện đan, Từ Phúc hiểu rõ vấn đề này, cần phải điều tiết tâm trạng. Nhưng vì thất bại quá nhiều lần và bị đả kích quá nhiều như vậy, nên ông ta không những không sốt ruột mà ngược lại còn bình tĩnh hơn. Cứ như vậy, Diệp Thế Hào chống tay dưới cằm, anh trơ mắt nhìn lạ Từ Phúc lãng phí đi gần hơn 20 phần linh thảo. Phần thứ 95, nếu như đến phần thứ 100 mà ông ta không luyện ra được thì không phải ông ta sẽ ăn phân thật chứ. Nhìn Từ Phúc liên tiếp thất bại, trong lòng Diệp Thế Hào chợt thắc mắc. Ông ấy mà đi ăn phân thì mình có nên ngăn lại không nhỉ? Diệp Thế Hào xoa cằm, không biết nếu như để Từ Phúc biết được suy nghĩ quái gở của anh thì liệu ông ta có lao đến cho anh một trận hay không chứ? Xuất đan. Khi Diệp Thế Hào còn đang lẩm nhẩm thì cách đó không xa đã có tiếng hô khẽ. Sau đó Từ Phúc vỗ vào lư luyện đan, một viên đan dược màu tím bay ra. Từ Phúc vung tay bắt lấy. Đan dược vừa vào tay thì Từ Phúc đã ngã xuống, hơi thở không nhuận, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Ha ha ha. Từ Phúc mỉm cười sung sướng, đúng là trời không phụ lòng người, cho con xem với. Diệp Thế Hào lại gần. Tuy nhiên, khi nhìn thấy không minh nguyên đan mà Từ Phúc luyện ra, khóe miệng anh không khỏi giật giật, bởi vì viên đan dược đó thật sự quá khó coi, giống như quả táo khô lồi lõm lỗ chỗ. Nếu không phải bên trên có 5 đường vân
thì thực sự không biết đó là đan dược. Dẫu sao cuối cùng cũng đã được luyện được. Diệp Thái Hào ho khan an ủi. Đêm này quả là một đêm đáng nhớ. Từ Phúc cầm viên đan dược cười rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên ta tự luyện chế ra được đan dược 5 phần, cũng là nhờ có con giúp ta luyện hồn, nếu không thực sự rất khó để hoàn thành. Người nhìn xem, còn chính là một phó tướng. Diệp Đào cười toét miệng, sau đó nhét một túi đựng đồ vào cho Từ Phúc. Từ Phúc nhận lấy rồi nhìn xuống, bên trong ngoài đan dược còn có đan phương, hơn nữa hầu như phẩm cấp đều là 4 phần và 5 phần. Hai mắt ông ta sáng rực, đối với một luyện đan sư mà nói, đây thực sự là một khối tài sản lớn. Mau lên, đừng có lười biếng. Bên này Diệp Đại Hào gọi tiên hỏa đạo thân ra, đưa rất nhiều nguyên liệu luyện linh đan bốn vân cho nó. Mà tiên hỏa đạo thân vẫn ngoan ngoãn nghe lời như cũ. Nó đứng trước lư luyện đan, cho từng bó nguyên liệu vào lư một cách có trật tự, nhìn rất điêu luyện và thành thục. Từ Phúc sửng sốt, ngay cả đạo thân cũng luyện đan một cách thuần thục như vậy. Bây giờ ông ta đã thực sự bị Diệp Đại Hào này đã kích không ngóc đầu lên được. Chẳng trách mà anh có nhiều đan dược như thế, hóa ra là có người lao động không công. Rượu ngon, công thức đặc biệt đây. Khi Từ Phúc còn đang ngạc nhiên, thì Diệp Đại Hào đã lấy ra một bình rượu. Diệp Đại Hào, ta vẫn chưa tìm ra thấy thi hoa. Từ Phúc nhận lấy bình rượu rồi nói, thi hoa sao? Diệp Đại Hào nhướng mày, cảm thấy cái tên này rất quen. Mấy giờ sau, anh mới tìm được nữ đệ tử này trong trí nhớ. Chính là nữ đệ tử suýt chút nữa bị hai đệ tử của giới lật đường ngoại môn cưỡng gian. May mà anh đi ngang qua, nếu không thì khổ đời rồi. Vì chuyện này anh còn phế hai tên đệ tử của giới lật đường, rồi bảo Lâm Thi Hoa đi tìm Từ Phúc. Cô nhóc đó rất ngoan, người đúng như tên là một cô nương cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Từ Phúc nói tiếp, vẻ mặt còn có vẻ hơi buồn. Khi ấy con bé với Nguyệt Nhi rời hằng nhạc cùng ta. Sau này ta bị phế tu vi, rồi chúng ta bị tách nhau, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về con bé. Sẽ tìm được thôi ạ. Diệp Đại Hào mỉm cười, anh cũng hiểu ý của Từ Phúc. Ý ông là muốn anh tìm giúp, dù sao bây giờ cũng đã khác xưa. Anh nắm trong tay mạng lưới tình báo của Nhân Hoàng và cả hàng nhạc, có thể sử dụng vào việc cá nhân một chút. Hy vọng là vậy. Từ Phúc uống cạn bình rượu, đứng dậy nói, nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi Từ Phúc đi, Diệp Đại Hào phất tay lấy hỗn độn thần lĩnh ra. Sau đó anh với thiên lôi đạo thân và nhất khí hóa tam thanh đạo thân cùng nhau luyện khí hỗn độn. Đây là một quá trình rất dài, mọi thứ đều diễn ra một cách có trật tự. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, hồng trần tuyết đã từ hư không đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Hồng Trần Tuyết nhẹ giọng hỏi. Người cứ nói thẳng đi. Vậy nói tin xấu trước nhé. Hồng Trần Tuyết nhún vai, quyết định thay Diệp Đại Hào. Ta vừa nhận được tin tình báo, Thị Huyết Điện đã bắt đầu rục rịch hành động, lại chuẩn bị tấn công cứ điểm chính Viêm Hoàng của chúng ta ở Bắc Sở. Hơn nữa thế trận còn không nhỏ. Tiền bối thông báo cho mọi người tránh không chiến, cố thủ Viêm Hoàng. Còn nữa, phái thêm cao thủ về đó. Diệp Đại Hào lập tức hạ lệnh. Vậy bây giờ nó đến tin tốt. Hồng Trần Tuyết cười bí ẩn rồi mới nói ra. Phía Thanh Vân Tông báo tin Vân Thành, người có thiên nhãn đã lặng lẽ rời khỏi Thanh Vân Tông, hình như chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ gì đó. Ồ, vừa nghe được tin này, mắt Diệp Đại Hào sáng bừng lên, trong mắt còn lóe lên kinh mang. Đây đúng là tin tức khiến người ta phải vui vẻ. Người có biết ông ta đi thực hiện nhiệm vụ gì hay không? Hồng Trần Tuyết lại cười bí ẩn. Nhiệm vụ gì ạ? Thấy Hồng Trần Tuyết tỏ ra bí ẩn như vậy, Diệp Đại Hào cũng tò mò. Linh Trần Thượng Nhân sẽ tổ chức đại thọ 600 tuổi vào ngày mai, mời các thế lực lớn ở Nam Sở tới. Chính Nhân Tông, Thanh Văn Tông và Hằng Nhật Tông của chúng ta cũng được mời. Xem ra, ông ta vẫn muốn liên hợp để cùng bắt người đấy. Đại thọ 600 tuổi. Diệp Đại Hào cười bỡn cợt, trong mắt sáng lên tia lạnh lẽo. Linh Trần, lão tử vốn định giải quyết Thanh Vân và Chính Nhân xong, rồi mới đi tìm ông tính sổ. Xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút rồi. Sống được tới 600 tuổi, đúng là có lời cho ông quá. Ngươi định làm gì chứ? Hồng Trần Tuyết hỏi. Giải quyết Thanh Vân Tông trước đã. Diệp Đại Hào đứng dậy. Vân Thanh có thiên nhãn, đã không có ở Thanh Vân rồi. Chúng ta còn sợ gì nữa? Giải quyết Thanh Vân xong, lão tử sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho con chó già Linh Chân kia.
ngươi định dẫn bao nhiêu người đến Thanh Vân Tông? Ta là một, thêm 8 cảnh giới chuẩn thiên nữa. Diệp Đế Hào xoa cằm, ngoài ra tiền bối chọn giúp ta 100 cảnh giới không minh đỉnh phong, 500 cảnh giới không minh tầng thứ 9, 1000 cảnh giới không minh tầng thứ 8, cảnh giới không minh tầng thứ 7, cũng phải chọn vài người, sau đó lệnh cho họ đến cứ điểm mạng lưới tình báo của Nhân Hoàng gần Thanh Vân Tông nhất chờ lệnh. Nhiều vậy sao? Hồng Đông Tuyết cau mày. Ta sẽ đến Thanh Vân với 8 cảnh giới chuẩn thiên trước để giải quyết phía Công Tôn Trí. Diệp Đế Hào từ tốn nói, còn những cảnh giới không minh được chọn kia sẽ thay thế một số người giữ chức vụ quan trọng của Thanh Vân Tông. Nói thẳng ra là thay thế những thống lĩnh nắm giữ trọng binh, cũng coi như là chuẩn bị dòng chính cho Chu Ngạo. Đã hiểu. Hồng Trần Tuyết liền quay người biến mất. Sau khi Hồng Trần Tuyết bỏ đi, Diệp Đế Hào cũng thở ra một hơi thật dài, vươn vai lười biếng. Ta cũng đi thôi. Một làn gió thơm thổi tới, Sở Linh xuất hiện bên cạnh Diệp Đế Hào. Nàng ở lại trong nhà đi. Diệp Đế Hào không cần suy nghĩ đã nói luôn. Chưa đến khi thực sự hết cách, anh sẽ không để cô tham gia vào chuyện nguy hiểm. Điều này đương nhiên xuất phát từ tâm tư. Anh không muốn vì tham gia nhiệm vụ mà cô phải lâm vào cảnh nguy hiểm. Ta đã là cảnh giới chuẩn thiên rồi, còn có một âm minh tử tướng cảnh giới chuẩn thiên nữa. Ngươi không cần lo lắng cho sự an nguy của ta. Sở Linh vội vàng nói, cô hiểu nỗi lo của Diệp Đế Hào. Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, anh sẽ không bao giờ cho cô tham gia vào chuyện nguy hiểm. Mọi chuyện nguy hiểm đều là anh xung phong phải ở phía trước. Nhưng Diệp Đế Hào càng như vậy, cô càng sợ. Sợ ở nhà chờ anh rồi một ngày nào đó tin xấu sẽ ập tới. Ngoan, ở nhà chờ ta đi. Diệp Đế Hào nở nụ cười, cầu xin ngươi đó, cho ta đi cùng đi. Đôi mắt Sở Linh ngấn nước, giọng điệu khẩn cầu. Cô nhìn Diệp Đế Hào với vẻ mặt đầy hy vọng. Nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của Sở Linh, Diệp Đế Hào bất giác dây đầu lông mày. Được rồi, ta thực sự sợ nàng rồi đó. Vậy là ngươi đồng ý rồi sao? Nàng đã như vậy rồi, ta có thể không đồng ý sao? Ta sẽ tự bảo vệ mình, thật tốt. Sở Linh cười ngọt ngào, còn vui vẻ hơn cả trong tưởng tượng. Trong lúc kích động, cô không kìm được nhón chân lên, đưa hai tay nâng mặt Diệp Đế Hào, hôn mặt lên đó. Mẹ kiếp, thực hạnh phúc. Diệp Đế Hào không khỏi đưa tay xoa xoa mặt. Một lúc sau, 9 bóng người bí mật bay ra khỏi Hàng Nhạc Tông. Tính cả Diệp Đế Hào, Sở Linh và Chu Ngạo thì tổng cộng có 10 người. Sau khi họ đi không lâu, 9 phân điện lớn của Hàng Nhạc cũng lần lượt hành động. Các cao thủ cảnh giới không minh được lựa chọn cẩn thận đã thông qua các con đường khác nhau để đến căn cứ tình báo của Nhân Hoàng gần với Thanh Vân Tông nhất. Ôi cha, Cổ Thanh Thông đang bay trên không trung, nhìn Diệp Đế Hào và Sở Linh rồi cảm thán. Phu thê cùng nhau ra trận sao? Sao? Người có ý kiến à? Diệp Đế Hào liếc nhìn Cổ Thanh Thông. Da mặt anh đã rất dày nên chẳng thấy gì, nhưng Sở Linh ở bên cạnh hai má đã ửng hồng. Có điều nghe thấy hai chữ phu thê, lòng cô vẫn thích dễ thấy rất vui. Cổ Thanh Thông thì tỏ vẻ khinh thường. Nói chuyện chính đi, chúng ta phân chia nhiệm vụ trước đã. Diệp Đế Hào không đùa nữa mà trở nên nghiêm túc. Sau khi vào đại điện của Thanh Vân, lão cổ và tiền bối Vô Nhai phụ trách bố trí kết giới. Tốc độ phải thật nhanh, kết giới phải bền và chắc. Kết giới con muốn là loại mà ngay cả truyền âm từ đại điện Thanh Vân cũng không truyền được đi đấy. Yên tâm, đây là nghề của chúng ta rồi. Cổ Thanh Thông và Vô Nhai đạo nhân đều mỉm cười. Trung Ly tiền bối, Trung Quy tiền bối, Tô tiền bối, Hằng Thiên sư tổ, Cảnh Giang tiền bối và Linh Nhi, nhiệm vụ của mọi người là theo dõi người trong đại điện, ai có hành động bất thường thì lập tức khống chế. Diệp Đế Hào nói tiếp, có chúng ta lo, người cứ yên tâm đi. Mọi người đều nở nụ cười. Có thể không giết sư phụ của ta được không? Chu Ngạo hít sâu một hơi, nhìn Diệp Đế Hào. Tuy ngày đó ta rất hận ông ấy vì đã bao che cho lã hậu, nhưng dù sao ông ấy cũng là người đã truyền đạo pháp cho ta. Nếu có thể, hãy cho ông ấy được sống. Yên tâm đi, dù huynh không nói thì chúng ta cũng sẽ không giết ông ta. Diệp Đế Hào đáp lời. Vậy thì ta yên tâm rồi. Chu Ngạo lại hít sâu một hơi, trong lòng có một chút hồi hộp không giải thích được. Bây giờ về lại nơi đã làm tổn thương mình, lòng hắn ta vẫn rất phức tạp. Mới ngày hôm qua, sau khi nghe tin chính đại lão tổ của Thanh Vân bị phế, hắn ta còn có cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Không phải vì không cứu được phía Thanh Vân lão tổ, mà là vì cuộc chiến này cuối cùng cũng không thể tránh được. Hắn ta đã từng là đệ tử chân truyền thứ nhất của Thanh Vân, một số chuyện hắn nhìn rất thấu đáo.
Hắn ta hiểu được ý tốt của Diệp Đế Hào, so với chiến đấu trực diện đoạt lấy Thanh Vân theo kế hoạch này sẽ giảm được rất nhiều thương vong. Nếu đã là tranh giành quyền lực thì không tránh khỏi đổ máu và hy sinh. Sau khi trở thành trưởng giáo của Thanh Vân, điều hắn ta có thể làm là cố gắng hết sức bảo vệ đệ tử và trưởng lão của Thanh Vân Tông. Không hiểu sao, thỉnh thoảng hắn vẫn nảy sinh cảm giác đau lòng. Hắn ta là ai chứ? Là con cháu của Vân Khâu, bí tổ của Thanh Vân. Nhưng bây giờ hắn ta lại có cảm giác mình như một con rối. Thậm chí hắn ta còn nghi ngờ ngày đó Diệp Đế Hào thu nhận mình là có mục đích như thế này. Huynh phải luôn nhớ rằng chúng ta là huynh đệ, là người một nhà. Có lẽ đã nhìn ra tâm tư của Chu Ngạo, Diệp Đế Hào đang uống rượu bên, bất giác truyền âm tới. Huynh đệ, người nhà. Chu Ngạo lẩm bẩm rồi nở nụ cười thật tươi. Đoạn đường tiếp theo im lặng hơn rất nhiều. Sau khi liên tiếp sử dụng truyền tống trận của thành cổ, mọi người đã thấy một tòa linh sơn từ nơi xa. Cũng như Hàng Nhạc, Thanh Vân Tông cũng có kết giới khổng lồ bao phủ. Trong kết giới có rất nhiều rặng núi, hàng nghìn ngọn núi được mây mù bao phủ, quang hoa ánh lên rực rỡ, tựa như chốn thần tiên giữa nhân gian. Đây là lần đầu tiên ta đến Thanh Vân Tông đó. Diệp Đế Hào dừng lại đầu tiên, bất giác mỉm cười. Ta tới lần thứ hai rồi. Hàng Thiên Thượng Nhân khẽ vuốt râu. Còn nhớ lần trước tới là khi Công Tôn Trí kế nhiệm chức trưởng giáo của Thanh Vân. Không ngờ lần này đến là để phế bỏ chức trưởng giáo của ông ta. Phải nói rằng kết giới hộ sơn của Thanh Vân thực sự rất lợi hại. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân nhìn kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông bằng ánh mắt lấp lóe. Sau khi có được Thanh Vân, phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Đi thôi. Diệp Đà mỉm cười nhấc chân bước vào đầu tiên. Lúc này trong đại sảnh Thanh Vân Tông vẫn có hơn một chục bóng người như trước. Bầu không khí vô cùng an tĩnh, có hơi chút ngột ngạt. Đã hai ngày một đêm trôi qua kể từ khi phía Thanh Vân Lão Tổ rời khỏi Thanh Vân, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì khiến họ có dự cảm không lành. May mà ngọc bài linh hồn của chính đại Lão Tổ vẫn còn nguyên vẹn. Phía Lão Tổ cũng nên trở về rồi chứ. Sau lúc lâu yên tĩnh, một trưởng lão bất giác lên tiếng. Yên tâm, với thực lực của họ, hơn nữa còn 9 người đi cùng với nhau. Ở Nam Sở này trừ khi là đội quân tu sĩ, nếu không, không một ai có thể làm gì được bọn họ. Một vài trưởng lão lạc quan nói với vẻ thoải mái, dường như rất tin tưởng phía Thanh Vân Lão Tổ. Cử thêm người đi điều tra. Công Tôn Trí ngồi trên ngai vàng hít sâu một hơi. Cũng lâu rồi, sợ rằng đã xảy ra biến cố. Trí Nhi, mở kết giới. Lời ông ta vừa dứt, truyền âm thạch trong lồng ngực đã vang lên thanh âm. Đó là truyền âm thạch mà chỉ trưởng giáo và Lão Tổ mới có. Nhanh nhanh, mau, mau mở kết giới. Công Tôn Trí lập tức hạ lệnh, nói xong còn thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông mở ra. 10 người phía Diệp Đế Hào thoải mái đi vào, bay vào đại điện Thanh Vân Tông như 10 đạo thần hồng. Chào các vị Lão Tổ. Phía Công Tôn Trí lập tức bước lên cùng kính hành lễ. Nhưng khi nhìn thấy 10 người thì trong lòng họ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tức thì Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân bắt đầu hành động. Kết giới khổng lồ 9 lớp bao phủ đại điện Thanh Vân Tông. Đừng nói là người, cho dù là một con ruồi cũng không bay ra được. Đồng thời cũng ngăn cách liên lạc với bên ngoài, truyền âm cũng bị ngăn lại. Thấy vậy, phía Công Tôn Trí đều giật bắn mình. Trưởng giáo ở lại, những người khác đi ra khỏi đại điện. Diệp Đế Hào đóng vai Thanh Vân Lão Tổ, lập tức lên tiếng, giọng nói tràn đầy uy nghiêm, không thể chống lại. Nghe thế, tuy các trưởng lão đều ngạc nhiên, nhưng cũng không dám trái lệ. Lần lượt chắp tay hành lễ rồi ra khỏi đại điện. Chỉ còn một mình Công Tôn Trí ở lại. Sư tôn, người... Công Tôn Trí nghi hoặc nhìn Diệp Đế Hào không hiểu lắm. Nhưng lúc này Trung Quy và Trung Ly đã tới hai bên trái phải của ông ta, dùng tốc độ xét đánh bưng tay, gạt tay lấy hai lá linh phù ra, phong ấn tu vi, đan hải và thần hải của Công Tôn Trí. Nhị vị sư thúc, mọi người làm gì vậy? Công Tôn Trí nhíu mày, trong lòng đột nhiên nảy sinh dự cảm không lành, bởi vì hành vi của chính đạo Lão Tổ hôm nay thật sự quá khác thường. Không làm gì cả, chỉ muốn người ngoan ngoãn một chút mà thôi. Trung Quy và Trung Ly nở nụ cười nhàn nhã. Sư tôn, rốt cuộc mọi người đang làm gì vậy? Công Tôn Trí cực kỳ khó hiểu, đưa mắt nhìn Diệp Đế Hào. Ông nghĩ sao chứ? Diệp Đế Hào nở nụ cười tươi rói để lộ hai hàm răng trắng bóc, mà đường nét trên khuôn mặt anh đã trở về hình dáng ban đầu, khuôn mặt góc cạnh điển trai,
rõ ràng xuất hiện với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người Diệp đấy, nhìn thấy dung mạo thật của Diệp đấy hào. Công Tôn Trí vô thức lùi lại một bước, xem ra ông rất bất ngờ. Diệp đấy hào cười nhạt, người các người. Công Tôn Trí vẫn lùi về phía sau, nhìn mấy người phía Diệp đấy hào một lượt. Nếu Diệp đấy hào lấy ra thân phận Thanh Vân lão tổ xuất hiện ở đây, vậy những người còn lại không cần nói cũng biết không phải chính chủ. Thấy Công Tôn Trí như vậy, mọi người đều nhún vai, trở lại hình dáng ban đầu của mình. Xác nhận suy đoán của mình, mặt Công Tôn Trí lập tức tái nhợt, con ngươi lồi ra, đồng tử cũng co lại bằng đầu kim với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giờ phút này, dù là một kẻ ngốc cũng đoán ra được tại sao chính đại lão tổ của Thanh Vân mãi không về, tại sao đến giờ vẫn không có tin tức. Đó là vì có lẽ họ đã gặp bất trắc. Đúng như ông nghĩ, chính đại lão tổ của Thanh Vân các ông đã gặp chút vấn đề. Nhưng ông yên tâm, họ vẫn còn sống, chỉ là chúng ta đã phế tu vi của họ mà thôi. Diệp Đế Hào ung dung nói, cũng chẳng coi mình là người ngoài mà tìm một nơi thoải mái ngồi xuống. Không thể nào, không thể nào. Công Tôn Trí nhìn Diệp Đế Hào bằng ánh mắt khó tin. Chỉ dựa vào các ngươi thì không thể làm được gì chính đại lão tổ. Công Tôn Trí, ông muốn nghe kể chuyện không? Bây giờ vẫn còn sớm, ta cũng không ngại kể cho ông nghe. Diệp Đế Hào tự rót rượu tự uống. Anh cầm ly rượu lên, vừa lắc vừa nở nụ cười nhàn nhã. Trước đây, từng có một người bị các ông chụp mũ là ma. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã chết. Nhưng thật không may, hắn vẫn còn sống. Cũng không may nữa là hắn đã trở thành thánh chủ của Viêm Hoàng, trưởng giả của Hằng Nhạc, liên hợp với các thế lực lớn của Nam Sở, nắm giữ đội quân tu sĩ có thể đánh bại Thanh Vân Tông trực diện. Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ có Thanh Vân và Chính Dương, cũng không phải là Nam Sở và Bắc Sở, mà là cả một vùng lãnh thổ rộng lớn của toàn bộ Đại Sở. Vậy nên hôm nay hắn đến đây để giành lấy Thanh Vân với cái giá nhỏ nhất. Diệp Đế Hào mở miệng nói đều đều, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Công Tôn Trí đã liên tục lảo đảo lùi về sau, nhìn Diệp Đế Hào với vẻ mặt không thể tin được. Đây là một câu chuyện ngắn nhưng lại chứa đựng quá nhiều tin tức chấn động. Sao ông ta lại không nghe đạt được người trong câu chuyện của Diệp Đế Hào? Chính là anh. Người đời chỉ biết sát thần Tần Vũ và đan thánh Diệp Đế Hào, chứ không biết thánh chủ Viêm Hoàng và trưởng giáo Hằng Nhạc. Câu chuyện của Diệp Đế Hào đã khiến ông ta bị sốc. Bây giờ ông ta đã hiểu vì sao Sở Linh và Hằng Thiên Thượng Nhân lại đến cùng Diệp Đế Hào. Bây giờ ông ta đã có lý do để tin rằng chính đại lão tổ của Thanh Vân đã bị phế, vì phía Diệp Đế Hào thực sự có khả năng này. Người đâu? Có địch tấn công! Địch tấn công! Giây trước, Công Tôn Trí còn đang liên tục lùi lại, lúc này đã đột ngột dừng bước rồi thét gào. Tuy nhiên, tiếng hét của ông ta đã bị kết giới phía Cổ Tâm Thông lập ra chặn lại. Bên ngoài không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Chúng ta sẽ vào đây khi không nắm chắc phần thắng hay sao chứ? Diệp Đế Hào mỉm cười, hứng thú nhìn Công Tôn Trí. Công Tôn tiền bối, rất xin lỗi, thời đại của ông hết rồi. Dù vậy, các ngươi cũng không chiếm được Thanh Vân đâu. Công Tôn Trí gào thét như một con chó điên. Ông ta luôn cao ngạo, làm sao có thể chấp nhận được hiện thực thảm bại này? Sao không chấp nhận chịu thua sao? Chúng ta chưa thua, đại quân của Thanh Vân ta vẫn ở đây. Họ sẽ không nghe theo lệnh của các người đâu. Đúng thế, họ sẽ không nghe theo lệnh của chúng ta, nhưng không biết liệu họ có thể nghe theo lệnh của hắn hay không. Diệp Đế Hào nhấp một ngụm rượu, nhìn Chu Ngạo vẫn chưa cởi bỏ áo choàng đen. Chu Ngạo hiểu ý, phất tay cởi bỏ áo choàng. Hắn ta mặc áo giáp, thân hình cao lớn, rắn rỏi, thực sự giống như một vị tướng quân, cũng có phong thái của một bậc nguyên soái thống lĩnh tam quân. Chu Ngạo. Công Tôn Trí đột ngột lùi lại một bước, vẻ mặt có phần khó tin. Ông ta làm sao có thể ngờ đồ nhi duy nhất của mình cũng đang ở trong điện, hơn nữa còn đứng về phía Diệp Đế Hào. Sư tôn, lâu rồi không gặp. Chu Ngạo bình tĩnh hơn trong tưởng tượng, nội tâm bình tĩnh, ẩn giấu hết thảy nhuệ khí trước đây vào trong cơ thể. Đồ phản bội! Vẻ mặt Công Tôn Trí dữ tợn, ông ta chợt rút sát kiếm ra, điên cuồng lao tới, một kiếm chém về phía Chu Ngạo. Tuy nhiên, Chu Ngạo vẫn đứng vững như bia đá, không thể đổ xuống. Mặc cho Công Tôn Trí chém tới, hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, vì bây giờ tu vi của ông ấy đã bị phong ấn, nhát kiếm này của ông ta không thể phá vỡ phòng ngự của ông. Càng âm thanh va chạm của kim loại vang lên, tia lửa từ ma sát giữa thanh kiếm và áo giáp tóe lên. Nhát kiếm này của Công Tôn Trí quả thực không hề khiến Chu Ngạo bị thương.
Ngay sau đó, tiếng gầm thét của Công Tôn Trí lại vang lên trong đại điện. Ông ta lại vung kiếm lần nữa. Tuy nhiên, lần này Chu Ngạo đã nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay lên, nắm chuẩn sát kiếm đang chém xuống, khiến Công Tôn Trí rên lên, lùi về phía sau một bước, vút. Công Tôn Trí còn chưa kịp đứng vững, Chu Ngạo đã xuất hiện trước mặt như một bóng ma, hai tay túm chặt cổ áo ông ta. Nhìn ông ta bằng đôi mắt đen kịt, đồ phản bội, phản bội. Tuy bị Chu Ngạo nhìn chằm chằm nhưng Công Tôn Trí vẫn trống lên. Ông ta không thể chấp nhận được sự thật rằng đồ nhi duy nhất của mình lại phản bội chính mình. Phản bội sao? Chu Ngạo bật cười, trong tiếng cười còn mang theo sự phẫn nộ, oán hận và thê lương. Đôi mắt đen kịt ẩn nước với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ta đã từng sẵn sàng liều mạng để bảo vệ Thanh Vân, nhưng các ông, những kẻ luôn cao ngạo thì sao? Các ông tự tay bóp chết lòng tin của chúng ta. Ông có thấy khi chúng ta rời khỏi Thanh Vân còn không bằng con chó hay không? Ông có biết chúng ta kéo lê thân thể đầm đìa máu tươi, chạy trốn sự truy sát khó khăn nhường nào hay không? Chu Ngạo càng nói càng kích động, thậm chí khuôn mặt đã trở nên hung ác, giống như một con sư tử phát điên, giọng nói đanh thép gần như được hét lên. Chính các người từ đầu đến cuối đều bảo vệ tên ác ma kia. Ông có biết khi thấy Huân Nhi bị Lã Hậu làm nhục tới chết, ta hận các ông đến nhường nào hay không? Từ giây phút đó, Chu Ngạo trong mắt ông chỉ sống vì hận thù, máu của ta cũng chỉ chảy vì nợ máu. Đợi đến đây, nước mắt của Chu Ngạo đã thực sự rơi xuống. Giờ phút này trong đại điện cũng vô cùng yên tĩnh. Ngay cả Diệp Đại Hào đang ngã người trên ghế cũng bất giác ngồi thẳng dậy. Không chỉ anh mà phía Sở Linh và Trung Quy cũng không ngờ Chu Ngạo từng phải trải qua những ngày tháng khổ sở như thế. Có lẽ cho đến giờ phút này hắn ta mới thực sự trút bỏ được nỗi uất ức đến cực điểm trong lòng.